Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Phương châm giáo dục của vạn Phật Thánh Thành. Bất luận làm việc gì, chúng ta cũng phải có lòng nhẫn nại, từ từ làm chứ không được gấp rút. Quý vị nên biết, Tòa Thánh La Mã Rome không phải chỉ trong một ngày mà thành lập được. Cùng như lý lẽ trên, việc giáo dục học sinh không phải một hay hai ngày là có thể dạy cho chúng hiểu rõ được, mà cần phải có tâm bền chắc, lâu dài, để dạy chúng làm sao trở thành người tốt và làm sao tạo cơ sở cho nhân cách tốt, chứ không phải dạy học sinh làm sao có được việc làm tốt và kiếm được nhiều tiền để tự mình được hưởng thụ. Đó là lối giáo dục theo chủ nghĩa vị lợi. Phương châm giáo dục của vạn Phật Thánh Thành là dạy học sinh học tập về nhân nghĩa đạo đức. Trong tương lai, khi chúng ra phục vụ cho xã hội, dù ở cương vị nào, chúng cũng sẽ dựa theo đạo đức nhân nghĩa mà làm việc. Chúng tuyệt đối sẽ không hùa theo làm bậy, cũng không có hành vi làm tổn hại người để lợi mình. Quý vị nhớ đấy, chúng ta không nên ham danh háo tiếng, cũng đừng học theo thói ngụy quân tử, giả bộ là nhà từ thiện, làm được chút việc rồi đến đâu cũng quảng cáo tuyên truyền cho mình. Chúng ta nên học tập theo đức hạnh chân chánh và thực hành một cách thực tiễn. Phương pháp giáo dục của chúng ta hoàn toàn khác biệt với phương pháp giáo dục của mấy chỗ khác. Không phải là chúng ta muốn đánh đổ cách giáo dục của họ để nêu lên nền giáo dục của mình, cũng không phải là chúng ta muốn tranh giành hay muốn thi đua gì với ai, mà chúng ta chỉ muốn giữ vững lập trường giáo dục để dạy dỗ cho thế hệ kế tiếp, không cần biết là người ta làm đúng hay không. Chúng ta chỉ muốn làm việc cho đúng và không làm trái với lương tâm, thế là đủ rồi. Giảng ngày 25 tháng 4 năm 1984. Ha ha ha, 问什么的说